Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt, động viên và tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên đã xuất sắc giành huy chương vàng, bạc tại SEA Games 31 vừa diễn ra Tại buổi lễ gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao bằng khen cho vận động viên Nguyễn Thị Ngân đạt hai huy chương vàng và Ngô Phương Thảo huy chương bạc môn đua thuyền. Vận động viên Bàng Thị Mai đạt một huy chương vàng môn muay. Vận động viên Phùng Thị Huệ đạt một huy chương vàng môn jujitsu. Vận động viên Lê Thị Thùy Trang đạt huy chương bạc bóng đá nữ futsal tặng bằng khen cho các huấn luyện viên có vận động viên giành huy chương tại SEA Games 31 vừa qua. cũng trong ngày 25 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã đồng tổ chức hội thảo công bố báo cáo Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022. Nhờ thay đổi chiến lược phòng chống dịch phù hợp, mở cửa trở lại từ đầu quý tư năm 2021, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi một cách nhanh chóng. Thị trường tài chính Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ kinh tế vĩ mô ổn định. Một số chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được triển khai, và cũng theo báo cáo thì tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 có thể đạt từ 5,5 đến 6% kịch bản cơ sở và cao hơn trong năm 2023. Tuy nhiên lạm phát tăng thì khá mạnh, có khả năng lên mức 3,8 đến 4% và 2% vào năm 2022 và duy trì mức 4% vào năm 2023. Báo cáo thì cũng dự báo là thị trường tài chính Việt Nam năm 2022 sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi này, nhưng cũng có những bước điều chỉnh giảm điểm cùng với đà chung của chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, làng rau trà quế thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam không chỉ là điểm tham quan du lịch sinh thái làng quê, mà nơi đây còn nổi tiếng bởi cách làm nông nghiệp sạch theo hướng canh tác thân thiện với môi trường và giúp người dân có cuộc sống ổn định, giữ gìn được làng quê qua hàng trăm năm. Gần 40 năm gắn bó với nghề trồng rau, gia đình ông Lê Xưa vẫn sử dụng phương pháp canh tác truyền thống để giúp cho vườn rau của mình vẫn tươi tốt, ít sâu bệnh. Bí quyết để giữ cho rau thơm mùi ít sâu bệnh là ông không hề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ dùng các chế phẩm sinh học để chăm bón. Thứ nhất là mình phải đảm bảo là về cái cái cái, cái, cái nguồn đất ở đây người ta thường xuyên dùng những cái lụa vôi và bọc đó, người ta xay từ vỏ hết ra và thứ hai nữa là người ta dùng cái, những cái lụa ớt à, người ta giả để người ta trừ sâu bọ. Qua hàng trăm năm, người dân làng giao trà quế vẫn sử dụng phương thức canh tác cũ như cuốc đất phơi ải để diệt hết sâu bọ, đồng thời thực hiện trồng sen canh không lặp lại các loại cây trồng trên cùng khu đất. Đặc biệt, người dân sử dụng rong ở sông như một loại phân bón để làm cho đất màu mỡ, tờ xốp. Mà một cái sản phẩm nông nghiệp tốt, đó, tốt theo đầy đủ ý nghĩa của nó, có nghĩa là về môi trường, về an toàn thực phẩm, đó, về không gian cảnh quan, về sinh hoạt văn hóa cái tính cố cái cộng đồng của cư dân ở cái vùng đó ví dụ như rau đầu quế mà vẫn giữ được á thì mặc nhiên một cách tự nhiên thì du lịch sẽ đến Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, sự góp mặt của làng rau trà quế trên danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ có phần thể hiện rõ thế mạnh tiềm năng để Quảng Nam trở thành vùng đất tiên phong về du lịch xanh trên cả nước. Sắc vàng Tam Cốc Tràng An là chủ đề của tuần du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2022 diễn ra từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Sự kiện này thì góp phần khai thác hiệu quả giá trị bản sắc riêng của khu du lịch Tam Cốc Bích Động và du lịch Ninh Bình nói chung. Điểm nhấn của tuần du lịch Ninh Bình năm nay là cánh đồng lúa mỹ thuật thể hiện là cờ hội lớn nhất Việt Nam có tổng diện tích 9.000m2 và trên lá cờ hội có dòng chữ sắc vàng tam cốc ngay trên cánh đồng lúa tạo cho khách du lịch quan sát và được thấy giá trị nông nghiệp, du lịch và văn hóa. Tôi rất ấn tượng với cảnh đẹp của vùng đất nơi đây. Yên bình, mát mẻ, khí hậu trong lành, người dân rất thân thiện và sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của chúng tôi trong suốt tuần lễ diễn ra du khách sẽ được trải nghiệm tại làng theo Gen văn lâm truyền thống tìm hiểu nghề gốm bộ bát phố đi bộ với các gian hàng lưu niệm hàng thủ công mỹ nghệ chợ ẩm thực múa rối nước hát treo hát sẩm hát các làn điệu dân ca đặc sắc của các vùng miền à, chúng tôi tiếp tục à, phối hợp cùng với lại các cái, cái hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp à, xây dựng các cái tour du lịch trải nghiệm nó thực sự là sinh động nó tìm những cái góc nhìn mới những cái cái, cái những cái đặc trưng cái nét đặc trưng cái chấm phá về văn hóa, về tự nhiên để giới thiệu quảng bá cho du khách các cái khu điểm du lịch. Tuần du lịch hy vọng sẽ mang tới cho du khách những ấn tượng khó quên về Ninh Bình, đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An và quảng bá kích cầu du lịch của tỉnh. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin dự báo thời tiết cho các tỉnh thành phố trên cả nước. Và thông tin này thì cũng sẽ kết thúc tin tức 16 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.